Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một bức tranh nha mọi người. Mọi người có thể thấy. Ui, nhân vật gì đây? Mình cũng chưa biết là sao mình lại phim ra nhân vật này, mình chả biết nhân vật này nhân vật nào. Nhưng mà nói chung mình đẹp là được rồi. Ok, và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ tô luôn nha. Và đây là bức tranh 94 nha mọi người. Ok, mái tóc của nhân vật này à, màu đen cũng đẹp, màu đỏ cũng ngầu. Mình quyết định cho màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ thật đậm nha mọi người, mình sẽ ấn mạnh tí để cho nhanh hết màu, mình được mua màu mới nha mọi người. Ok, cái đọc rất dài tốt rồi. Mình sẽ tô mắt cho mọi người. Mọi người sẽ lấy vừa nhìn. Màu đen mọi người phải tô được như mình cũng tranh đẹp nha. Mình không biết nhân vật này nhưng mà nào nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng tô đẹp nhất có thể nha mọi người. Đây nhưng mà gì nhỉ? Không biết nữa, mình chả biết mèo tô quá rồi. Ngầu lòi. Mọi người tôi như mình thì mình bức tranh thật đẹp nhỉ. Và đây chỉ là một trong những tranh đó. Tốt rồi. Cái tên như mình nha mọi người. Nghe tôi cho mình nha. Hả? Ủa, quá đẹp. Mình sẽ tông phông lên cho đẹp luôn. Không có. Rồi màu vàng tôi không nha. Đồ ăn ở đấy ngon hơn. Đồ ăn bệnh viện ngon hơn. Có thể đâu đây. Đồ ăn đấy trong đấy ngon hơn.
chơi đi. Rất màu và đẹp nha mọi người. Ui nhân vật này nhân vật gì nhỉ, mình không biết đúng không? Ok, và mình sẽ hướng dẫn mọi người tô đốt bức tranh này nha. Rất là ngầu và đẹp luôn. Ok, mình sẽ để đem chút cho mọi người tô nha. Tốt rồi. Ok mọi người. Ok mọi người. Tốt rồi. Mọi người tốt đi ạ. Oh. Không còn web story hồi nào ta. Ghê vậy.